em tên là Phúc. Hiện nay thì đang là giáo viên và cũng là ca sĩ nghiệp dư thôi. Phúc năm nay bao nhiêu tuổi? Em 26. 26 à? Phúc tên đầy đủ là gì? Em là Võ Trọng Phúc. Võ Trọng Phúc. Rồi xin mời Phúc bắt đầu phần thi của mình. Em sẽ trình bày một ca khúc nhạc ngoại có tựa đề là Home, một ca khúc của Michael Bublé. Another summer day has come and gone away in Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone, and I wanna go home. I miss you, you know. To you, and each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? I will send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I've got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I gotta go home. I'm coming back home. Yeah. I'm coming back home. Lúc nãy Phúc có nói Phúc là ca sĩ nghiệp dư, có nghĩa là Phúc đã có trình diễn ở đâu đó rồi hả? Dạ. Ở đâu ạ? Dạ, em có hát ở một số quán bar ở quận nhất và quận 3. Và chỉ chuyên nhạc ngoại quốc thôi hả? Dạ, chỉ nhạc ngoại quốc thôi. Như vậy là có nghĩa là bạn, nếu bạn hát nhạc Việt thì bạn hát sẽ rất tệ à? Dạ, ngược lại với nhạc Anh. Thực ra cũng không sao, tôi nghĩ rằng là hát nhạc gì cũng được, cái quan trọng nhất là phải đem lại cảm xúc. Thì cái tiết mục vừa rồi thì đem lại cho tôi cái cảm xúc đấy. Có nghĩa là... bạn hát làm cho tôi tin vào cái nội dung mà bạn trình bày. Bạn muốn về nhà. Nhưng mà phải nói rằng là cái chất giọng của bạn ấy là rất hiếm ở Việt Nam. Ít nhất là những cái người ca sĩ mà tôi biết ấy, thì chưa ai có cái chất giọng đấy cả. Nó là một chất giọng rất là lạ. Và đó là vì lý do cho tôi rất là thích cái tiết mục của bạn. Cảm ơn. Bạn có một phần trình diễn rất quyến rũ. Quý vị ngồi sau lưng cô Hạnh thôi, chứ tôi thì tôi được ngồi ở đây cho nên tôi thấy đôi mắt của cô ấy ghê lắm. Cô ấy đã bị mê hoặc rồi. Đấy là lý do vì sao em chỉ dùng một từ duy nhất thôi, đấy là từ quyến rũ. Và với ca khúc, phần trình diễn vừa rồi của bạn nó quyến rũ được tôi.
Tôi không có bình luận nào khác cả. Tôi chỉ thấy là bạn tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn các bạn nói rất nhiều. Nhưng chúng ta vẫn phải đi đến quyết định đúng không? Nói là một chuyện nhưng mà cho điểm là chuyện khác. Đúng vậy. Nhiều khi vì ganh tị mà lại nói nô nữa cơ. Vâng, chúng tôi sẽ có một quyết định cho bạn. Anh Thành Lộc. Tôi đồng ý. Tôi muốn bạn quyến rũ tôi thêm một lần nữa. Tôi đồng ý. Còn tôi muốn cho bạn về nhà để bạn đến đây với một bài hát khác. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Hay quá. Thấy tôi giống bạn không? Dạ, gần giống. Gần giống không, nhưng mà là bạn đẹp trai hơn tôi. Chúc mừng. Dạ. Như vậy là bạn kia em đã có, nãy nó bước trước nó chưa có ai, bây giờ quay có 400 người ta ồ lên. Anh em mình đi song tấu nha. Rồi, chúc mừng bạn. Rồi, dạ. Chuẩn bị những gì tốt nhất cho phần tiếp theo. Dạ, a million people I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you.